sau hai tháng trình báo gia đình của Nguyễn Lộc đã tìm thấy thi thể của cô. Hiện nó vẫn chưa thể biết nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Nguyễn Lộc và không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý ở tại miền đông của tiểu bang Washington, cơ quan rào nghiệm pháp y. Ở hạt Spokane đã xác định danh tính của một thi thể từng được tìm thấy trên sông Spokane. Vào ngày 30 tháng riêng năm 2019, Họ nói xác này chính là cô Nguyễn Lộc từng mất tích trước đó. Nguyễn Lộc 24 tuổi được thấy còn sống lần cuối là vào ngày 3 tháng 12 năm 2018 khi cô rời nơi làm việc tại một tiệm bán rượu gần trung tâm thành phố Spokane. Đến ngày 5 tháng 12 thì gia đình báo cảnh sát về việc không thấy cô về nhà. Sau đó chiếc xe Volkswagen của Lộc được tìm thấy đậu trước lối vào đường mòn đi bộ Centennial Trail ở công viên South Parkway ở Spokane Valley. Từ lúc nhận tin báo mất tích, nhà chức trách đã tìm ở dưới sông và khu vực chung quanh công viên. Họ cũng dùng những con chó đánh hơi nhưng không gửi được một mùi nào có thể đưa đến cô Lộc. Hai ngày sau, có người đi bộ trên đường mòn và tìm thấy máy điện thoại của Nguyễn Lộc gần bờ sông. Từ những thông tin lấy từ điện thoại, cảnh sát tìm đến một cửa tiệm bán rượu trong thương xá North Point Plaza nằm ở phía bắc thành phố Spokane. Các thám tử cho biết tiệm Total Wine and More là nơi làm việc của Lộc và có người xác nhận là đã thấy cô Lộc mua một chai rượu. Cô cũng mua món ăn cho mèo ở tại tiệm Hatch Mart, nằm ở gần tiệm bán rượu vào đêm mà cô được thấy còn sống đần cuối cùng. Trong điện thoại có ba tấm hình mới nhất được chụp vào đêm Lộc biến mất. Một hình chụp chiếc xe của Lộc, một hình cho thấy hai bàn tay của cô và một hình cho thấy một chai rượu. Dựa theo các dữ kiện trong máy thì cảnh sát tin rằng hình ảnh cuối cùng được chụp gần tiệm Smart. Cô có gọi về cho gia đình và nói là sẽ phải trễ, thế rồi không bao giờ trở về. Khi tìm thấy xe của Lộc, các thám tử cũng không tìm thấy chìa khóa của xe. Ví và bóp đựng hơn 100 đô tiền mặt được tìm thấy trong xe. Họ cũng ghi nhận chai rượu được mua ở tiệm vẫn còn nằm trong xe và chưa được khui. Sẽ cũng có những món ăn cho mèo mà Lộc đã mua ở tiệm Petsmart đêm hôm đó. Cuối cùng, xác của Nguyễn Lộc được các nhân viên vớt tại dàn chặn rác ở đập nước. A Driver Dam thuộc dòng sông Spokane sau gần 2 tháng từ ngày cô mất tích và cách xa khoảng 11 dặm nơi cô để lại chiếc xe và điện thoại. Cơ quan giả nghiệm chưa cho biết là nguyên nhân đưa đến sự thắt thở của cô Lộc. Họ nói rằng xác nằm quá lâu dưới nước nên cần thêm bằng chứng DNA. Cảnh sát cũng cho biết là họ không thấy có dấu hiệu của sự bạo động trong cách chết của Nguyễn Lộc. Ngày nay rất nhiều kiểu lừa đảo nó xuất hiện trên mạng xã hội. Điển hình như sự việc xảy ra thực sự là dở khóc dở cười cho người bị hại với lời hứa hẹn là sẽ nhận được một thùng quà trị giá hơn hàng triệu đô la Mỹ nhưng phải đưa tiền đóng lệ phí trước. Hai người đàn ông ở Trà Vinh đã bị lừa mất khoảng là 140.000 đô la Mỹ, theo một tờ báo người lao động trong nước cho biết. Cũng theo tờ báo này vào cuối năm 2017, anh Dương Tuấn Ngọc 38 tuổi ở Trà Vinh kết bạn qua mạng xã hội với một phụ nữ tên là Christina Francis, là một quân nhân Mỹ và đang làm việc tại Baghdad. Theo lời của cô này thì trong một lần tìm kiếm tại tòa nhà bị đánh bom sụp đổ, cô ta và đồng nghiệp đã nhìn thấy ba chiếc hộp ở bên trong có chứa nhiều tiền và chứa vàng. Nữ quân nhân Mỹ này nói với anh Ngọc rằng là nếu lại đó thì nhà nước sẽ thu hồi, còn gửi về Mỹ thì không hợp pháp nên cô ấy muốn gửi về Việt Nam cho anh Ngọc. Sau anh gửi anh giữ dùng và anh đã đồng ý. Theo tường thuật của tờ báo trong nước cho biết như thế. Để tạo niềm tin tưởng cho anh Ngọc hơn, người có tên là Christina Rancis còn chụp hình một thùng hàng nói có giá trị hơn là 4,5 triệu đô la Mỹ, có dán một phiếu ghi thông tin của anh Ngọc với lời hứa là sẽ đến nhận lại và cho anh Ngọc 50% giá trị thùng hàng. Cũng theo lời kể của anh Ngọc thì một tuần sau khi anh Ngọc nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên hải quan nội bài và yêu cầu anh đóng lệ phí hải quan là 1.000 đô la Mỹ cho thùng hàng sẽ nhận và tiền phải chuyển vào tài khoản của người mang tên là Huỳnh Thị Ngọc Diễm. Anh Ngọc làm theo yêu cầu, tuy nhiên sau 2 ngày không nhận được thùng hàng, anh Ngọc liên lạc với số điện thoại đã gọi, thì người này nói là thùng hàng có giá trị lớn nên phải đóng thêm 3.000 đô la nữa mới lấy ra được. Nên anh Ngọc đã chuyển thêm 3.000 đô vào tài khoản của người tên là Diễm nói trên. Qua ngày hôm sau, người tự xưng là nhân viên hải quan lại gọi tranh Ngọc và yêu cầu anh phải đóng thêm 6.000 đô la nữa mới lấy được thùng hàng. Sinh nghi nên Ngọc không chuyển mà nói với người tên là Christina Francis trả lại cho mình 4.000 đô đã chuyển. Nhưng người này lại kêu Ngọc liên lạc với một ông tên là Domingo Ahmed qua số điện thoại 221.704.93542 để nhận lại 50.000 đô la Mỹ. Anh Ngọc liên lạc với số này thì người xưng là Domingo Ahmed yêu cầu anh Ngọc phải đóng 350 đô la Mỹ mới nhận được 50.000 đô la Mỹ. Lần này anh Ngọc không đóng mà viết đơn trình báo công an. Tương tự sự việc của anh Ngọc, ông Lê Khánh Hoàng, 62 tuổi cũng ở Trà Vinh, cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự như vậy. Theo kể lại thì qua Facebook ông kết bạn với một người tên là Michael Wicker, tự xưng là quân nhân Mỹ đang làm việc tại Afghanistan cùng với cha của mình. Cha của người này là trung tướng Mỹ nhưng không may đã mất trong trận chiến. Hiện người đó đang giữ gia tài của cha mình là 1,5 triệu đô la Mỹ. Người tên là Michael này nói là sẽ gửi số tiền trên cho hoàng giữ họ. và người này sắp ra quân không mang theo được số tiền này về Mỹ. Quân nhân Mỹ này hứa là sẽ trong hoàng 30% số tiền trên và đồng thời Nhà ông Hoàng giữ dùng số tiền còn lại đến khi người này xuất ngũ sẽ lấy số tiền đó để mà làm ăn sinh sống. Quân nhân Michael Wicker đã gửi thùng hàng về và đề nghị cho ông Hoàng trước khi nhận hàng thì phải thanh toán lợi phí. Tổng cộng ông Hoàng đã phải trả đến 26 lần các khoản lợi phí với tổng số tiền lên tới là 2,75 tỷ đồng, tức là gần 130.000 đô la Mỹ nhưng vẫn chưa nhận được thùng hàng. Nghĩ mình bị lừa và cuối cùng ông Hoàng đã trình báo công an công an trà vinh hiện đang tiến hành điều tra vụ việc điều này thực sự cảnh báo cho cộng đồng người việt chúng ta sử dụng mạng xã hội và cũng cảnh báo cho những chiêu lừa đảo yêu cầu chuyển tiền hay là cho số tài khoản qua mạng xã hội thủ đoạn của những kẻ xấu là đánh vào lòng tham của con người lòng tham về tiền bạc lòng tham về của cải cho nên dễ bị đánh lừa Một người Việt Nam đã giúp cho công ty của Pháp lấy dự án điện lực lớn nhất lịch sử từ tay của người Đức. Văn hóa doanh nghiệp có tác động mạnh như là một cơn say tín ngưỡng. Nó đã ảnh hưởng đến hành động hàng ngày và dẫn dắt gần như là máy móc mọi phản ứng và làm cho người không tuân thủ mặc cảm tội lỗi. Nó là phần quan trọng nhất trong khâu quản trị. Đó là lời nhận xét, là lời chia sẻ của ông Phan Văn Trường, nguyên là chủ tịch của Aston châu Á, nguyên chủ tịch của SUS Đông Nam Á cho biết như vậy. Năm 1986, ông Phan Văn Trường được chọn làm phó chủ tịch Aston Power, công ty đa quốc gia của Pháp. Vào thời điểm đó, Aston Power có chi nhánh ở 60 nước với số nhân viên là khoảng 25.000 người, trong đó có 5.000 kỹ sư. Nhiều người trong số đó không chỉ kỳ cựu mà còn xuất thân từ quý tộc. Đặt lên trên những người đó là một anh chàng Việt Nam 39 tuổi, cao một thước sáu, mũi tẹt, da vàng, không chung ngôn ngữ. Ông Trường nói và nhớ lại những thách thức mà ông gọi là kinh khủng khi đặt chân vào Aston Power. Aston cho ông là đang rơi vào tình trạng trì trệ do tâm thế của một công ty lớn. Họ không quan tâm lắm đến những đổi thay và cho rằng đợi đợt sóng cuối cùng rồi nhảy cũng không sao. Ông Trường chia sẻ và nhận xét, không dễ để điều khiển các nhân viên, kỹ sư trong tập đoàn bởi là sự ngạo mạn có sẵn trong từng con người. Trước ông, hai lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn đã bị quét khỏi vị trí vì sự chống đối đến từ nghiệp đoàn. Đại diện cho những người lao động công ty, chính bản thân ông Trường không ít lần đã được nghe những câu hỏi kiểu đến bao lâu thì đến lượt ông bị đá khỏi Aston Power. Việc bị đá đít khỏi tập đoàn có thể xảy ra nhanh hơn khi ông Trường được đặt vào một thế khó Lúc bấy giờ trên thế giới có hai siêu dự án điện, một ở Mexico và một ở biên giới giữa Đức và Hà Lan, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử của điện thế giới, trị giá đến 5 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, dự án tại Đức đã được công ty Simon ký nháy hợp đồng. Cái nghiệp đoàn đang nhìn vào tôi, hội đồng quản trị cũng sẵn sàng cắt chức tôi tương tự như hai người trước. Ẩn ý của họ là khi đưa một người Việt Nam lên là khá là rõ ràng. Nếu phải chém một lần nữa thì cũng không mất nhiều người. Ông Phan Văn Trường cho biết. Thay vì chờ bị chém, ông Trường nói rằng ông sẽ coi đó là lợi thế để mà hành động trước. Ông đã nghĩ đến cách dùng văn hóa Việt Nam để biến đổi công ty có 25.000 nhân sự của Pháp. Sau nhiều ngày suy nghĩ trên phong nền văn hóa Việt, ông nhận ra rằng một người nếu cứng cỏi ở bên trong, hòa nhã ở bên ngoài sẽ rất khó bị người khác tấn công. Chuyển nghĩa cứng ở bên trong tức là chuyên nghiệp professional, hòa nhã dịu dàng bên ngoài tức là nice. Trước hàng nghìn nhân viên, ông Trường tuyên bố mục đích số 1 là đưa Aston Power trở về vị trí hàng đầu. Và để làm được việc này thì mọi nhân viên phải có làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi người đều là thành viên của công ty, tức là làm việc cho công ty, nên không có lý do gì để bức xúc với nhau mà nên là hòa nhã. Hai yêu cầu của ông nhận được sự tán đồng, dù là ông nhận xét có lẽ là nhân viên không hề biết ẩn ý sau đó. Có được cam kết ông Trường giám sát chặt chẽ các nhân viên của mình theo hai yêu cầu này. Từ những công việc nhỏ như là lưu trữ giấy tờ, báo cáo công việc đều được ông áp chuẩn phải chuyên nghiệp và nhắc nhở ngay khi làm sai. Mặt khác khi chứng kiến những lần to tiếng trong các cuộc họp, ông chỉ nhẹ nhàng bảo mâu thuẫn là quan trọng khi giải quyết vấn đề nhưng cãi nhau thì không cần thiết bởi tất cả đều đang làm cho công ty. Đấy là vấn đề chung chứ không phải là bức xúc cá nhân. Ở thời gian đầu sự chuyển biến rất chậm nhưng thông tin trong tập đoàn được chuyển đi nhanh chóng. Sau vài tuần, công ty đã làm việc chuyên nghiệp hơn. Ở vai trò là lãnh đạo bản thân ông Trường dù là tự nhận mình đôi khi diễn kịch cũng luôn tỏ rõ thái độ chuyên nghiệp, cầu thị và làm việc không ngừng. Cuối cùng sau 9 tháng, Aston Power thực sự đã thay đổi. Chúng tôi đã thắng dự án ở Mexico và lấy khỏi hàng trăm Simon dự án đã ký nháy. Aston Power đã ký được dự án điện lịch sử. Hơn thế, 15 dự án khủng. Sau đó chúng tôi cũng lấy được 100%. Ông Phan Long Trường cho biết như vậy. Theo ông, thực ra văn hóa ông áp dụng vào công ty rất là đơn giản nhưng lại từng chút từng chút mang lại lợi thế cho công ty trước những đối thủ tương đương giống như chơi tennis chỉ cần chính xác một chút cẩn thận một chút nhanh một chút bạn sẽ thắng ông phan văn trường cho biết kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng